Nhận định bóng đá Wolverhampton với Everton, 3 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1, vòng 18 ngoại hạng Anh, chỉ phải làm khách đến sân của Wolverhampton không có được phong độ tốt. Cơ hội để Everton có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này là cực lớn. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tại giải ngoại hạng Anh mùa trước, Wolverhampton đã đánh bại Everton với tỷ số thuyết phục 3-0 trên sân nhà. Và trận tiếp khách gần đây tính trên mọi đấu trường, Wolverhampton thắng 2, hòa 1 và toàn thắng theo kèo châu Á. Tuy nhiên ở mùa giải này, phong độ của Wolverhampton rất phập phù. Sau 17 trận tại Premier League họ mới giành được 22 điểm, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Everton sau 16 vòng đấu đã giành được 29 điểm, xếp ở vị trí thứ 7, chỉ kém đội xếp thứ 4 Tottenham hiệu số bàn thắng bại. Sự trở lại của nhạc trưởng James Rodriguez sau chấn thương giúp Everton thêm tự tin ở giai đoạn sắp tới. Trên sân khách, 4 trận gần đây tại giải ngoại hạng Anh Everton thắng 3, hòa 1, giữ sạch lưới 2 lần. Tỷ lệ kèo Wolverhampton với Everton, soi tỷ lệ kèo châu Á 0-1/4. Mùa giải trước khi tiếp đón Everton trên sân nhà, Wolverhampton chấp trừ 1/2 theo kèo châu Á. Lần tái đấu sắp tới chỉ số tương tự là 0-1/4. Kèo chính có dấu hiệu đổi sang mức 0-1/4 trước giờ bóng lăn, chứng tỏ niềm tin vào của giới chuyên môn vào cửa khách. Chọn Everton, soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2-1/4. 6/7 trận đối đầu gần đây giữa hai đội khép lại với tối thiểu 3 pha lập công. Vì vậy với mức kèo tài xỉu 2-1/4 trên sàn giao dịch ở trận đấu sắp tới, giới đầu tư sớm cảm nhận thấy sự sáng nước ở lựa chọn xỉu. Chọn xỉu, dự đoán tỷ số Wolverhampton 0-1 Everton. https://www.thesun.co.uk/content/upload/2018/8/sport review Wolverhampton v Everton Live 3 JPG ship bằng on và v/620 và h/413 và group bằng 1